Xin chào, các bạn đang quay trở lại với Vì sao thế? Kiến thức thú vị. Ban biên tập hy vọng rằng mỗi video mà kênh mang đến sẽ là nguồn kiến thức bổ ích và thú vị đối với tất cả mọi người. Hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ một thông tin liên quan tới văn hóa đời sống và chắc chắn là ai lắng nghe xong thì cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Vào tháng 11 vừa qua, Việt Nam của chúng ta đã có thêm một danh nhân được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh. Đó chính là Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nâng tổng số danh nhân được vinh danh của Việt Nam lên con số 7. Cụ thể, tại phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO lần thứ 42 ngày 21 tháng 11 đã thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2024-2025, trong đó có hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724, mất năm 1791, nguyên quán ở thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, và quê mẹ ở xứ Bầu Thượng, xã Tĩnh Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, nay là xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sự nghiệp y dược nổi tiếng của Hải Thượng Lãn Ông đã được tập hợp trong bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm 28 tập, 66 quyển, đề cập từ nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, thương khoa, truyền nhiễm, cấp cứu đến y đức, vệ sinh phòng bệnh, phương pháp nuôi dưỡng, thậm chí cả chế biến các món ăn dưỡng bệnh. Có thể nói, Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh là tinh hoa của y học nhân loại và y dược cổ truyền Việt Nam. Không chỉ là danh y có công hiến to lớn cho nền y học dân tộc, Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng lớn của thời đại. Năm 1781, Chúa Trịnh Sâm triệu ông ra Thăng Long chữa bệnh cho Thế tử Trịnh Cán. Ông đã thuật lại sự việc này trong quyển Thượng Kinh Ký Sự. Vâng thưa quý vị, những thông tin chi tiết hơn nữa về cuộc đời và sự nghiệp của danh y Lê Hữu Trác, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một link bài viết rất đầy đủ trong phần mô tả. Nếu quý vị và các bạn có hứng thú, hãy tìm đến và theo dõi. Còn bây giờ, hãy cùng với chúng tôi điểm lại 6 danh nhân khác đã được vinh danh trước đó. Bạn biết những cái tên nào? Hãy dừng lại 10 giây trước khi lắng nghe để liệt kê xem nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vâng, chắc chắn là quý vị nào đó đã kể được 6 cái tên. Hãy cùng kiểm tra lại ngay sau đây. Một, Nguyễn Trãi. Thưa quý vị, Nguyễn Trãi được UNESCO chính thức công nhận là danh nhân văn hóa thế giới, nhà quân sự lỗi lạc, nhà chính trị thiên tài vào năm 1980, nhân kỷ niệm 600 năm ngày sinh của ông. Nguyễn Trãi hiệu là Ức Trai, sinh năm 1380 tại kinh thành Thăng Long. Năm 1400, ông đỗ thái học sinh, năm sau giành nhậm chức ngự sử đài chánh trưởng dưới triều Hồ. Năm 1407, giặc Minh đô hộ nước ta, nuôi ý chí cứu nước, cứu dân, ông tới Lam Sơn tụ nghĩa, dâng bình Ngô Sách, dốc tâm huyết, một lòng thành giúp Bình Định Vương Lê Lợi. Kháng chiến thắng lợi, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô Đại Cáo, một áng thiên cổ hùng văn muôn đời bất hủ, là bản tuyên ngôn đanh thép, hùng hồn về nền độc lập và vị thế của dân tộc. Tiếc rằng đến cuối đời, vị công thần khai quốc của nhà hậu Lê trong lịch sử đã vướng vào vụ án oan khuất Lệ Chi Viên, khiến cho ba họ bị tru di. Đến tận 22 năm sau vụ án oan thấu trời xanh này, tức là vào năm 1464, vị vua thứ tư của nhà hậu Lê là vua Lê Thánh Tông mới giải được nỗi oan khuất cho Nguyễn Trãi. Sau đó, Lê Thánh Tông cho đi tìm lại hậu duệ của Nguyễn Trãi phải chạy trốn sau vụ án oan để bổ làm quan, coi đó là một cách để triều đình chuộc lỗi với vị đại công thần. 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm 1990, nhân dịp 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, UNESCO đã vinh danh người là anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam, đoàn kết một lòng, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, anh dũng đấu tranh, lập nên những kỳ tích vẻ vang. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 và việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, giải phóng hoàn toàn miền Bắc. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là nhà văn hóa kiệt xuất, nhà giáo dục lớn của nhân dân Việt Nam với những cống hiến lớn lao trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và giáo dục các thế hệ con người Việt Nam, giúp mọi người Việt Nam ai cũng được học hành, từng bước nâng cao trình độ văn hóa của cả dân tộc. 3. Đại thi hào Nguyễn Du. Năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du, UNESCO đã vinh danh ông là danh nhân văn hóa thế giới. Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1765, mất năm 1820, tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, sinh ra trong một gia đình khoa bảng nổi danh ở làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Nguyễn Du mồ côi cha năm 10 tuổi, mồ côi mẹ năm 13 tuổi, cuộc đời phải trải qua những năm tháng gian truân vất vả. Năm 1783, Nguyễn Du thi đậu tam trường. Khi ra làm quan dưới triều Nguyễn, ông từng đi sứ Trung Quốc, đi nhiều, tiếp xúc nhiều và từng trải trong cuộc sống. Tất cả những điều đó đã có ảnh hưởng lớn tới những sáng tác của ông. Sự nghiệp văn học của Nguyễn Du trải dài suốt cả cuộc đời, rất phong phú và đồ sộ, gồm 3 tập thơ chính bằng chữ Hán, Thanh Hiên thi tập, Bắc Hành tạp lục, Nam Trung tạp ngâm với gần 250 bài và nhiều tác phẩm bằng chữ Nôm, trong đó xuất sắc nhất là Truyện Kiều. Truyện Kiều đã được dịch ra hơn 20 ngôn ngữ với trên 60 bản dịch khác nhau. Tại mỗi quốc gia, tác phẩm để đời này đều được đón tiếp nồng nhiệt và đều có một đời sống riêng. 4. Nhà giáo Chu Văn An. Ngày 7 tháng 11 năm 2019, tại Paris của Pháp, Đại hội đồng UNESCO khóa 40 đã thống nhất biểu quyết tổ chức lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất của Chu Văn An, nhà sư phạm Việt Nam. Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, tên thật là Chu An, tự là Linh Triệt, quê ở thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là người chính trực không màng danh lợi, nên sau khi thi đỗ thái học sinh, tức là tiến sĩ, vào đời vua Trần Minh Tông, Chu Văn An đã không ra làm quan mà trở về quê nhà mở trường Huỳnh Cung để dạy học. Vì tiếng tăm uy tín của trường Huỳnh Cung ngày càng lớn, nên vua Trần Minh Tông đã cho mời Chu Văn An tới Thăng Long giữ chức tư nghiệp, tức là hiệu trưởng của Quốc Tử Giám và dạy học cho các hoàng tử. Được đánh giá là người thầy của mọi thời đại, Chu Văn An đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. 5. Nguyễn Đình Chiểu. Cuối tháng 11 năm 2021, tại Paris của Pháp, UNESCO đã chính thức thông qua nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại, nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh của ông. Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, hay còn được gọi là Cụ Đồ Chiểu, tự là Mạch Trạch, hiệu Trọng Phủ, Hối Trai, sinh ngày 1 tháng 7 năm 1822 tại làng Tân Hới, phủ Tân Bình, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định. Dù bản thân mù lòa, nhưng ông đã có một trái tim sáng chói, nhìn rõ hết mọi việc của thế nhân. Ông kiên quyết chống lại những thế lực đen tối bằng chính ngòi bút tài khoa, với những câu chuyện mang đậm tính nhân văn. Các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu để đời có Chuyện Thơ Nôm, Lục Văn Tiên, Dương Tử Hà Mậu, Ngư Tiểu, Y Thuật Vấn Đáp. Những tác phẩm của ông đều thể hiện quan điểm ca ngợi, bảo vệ cái tốt, cái hay, cái đẹp và phê phán cái xấu, cái ác. Bên cạnh đó, ông còn là một nhà giáo xuất sắc, người đã cống hiến cả cuộc đời mình để lan tỏa kiến thức. Ngoài ra, Nguyễn Đình Chiểu còn là một người thầy thuốc vĩ đại với tầm nhìn sâu rộng trong việc cứu người. Hơn thế nữa, ông còn là niềm hy vọng lớn lao, là tấm gương cho những người khuyết tật. 6. Bà Chúa Thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Kỳ họp Đại hội đồng UNESCO lần thứ 41 diễn ra từ ngày 9 tới ngày 24 tháng 11 năm 2021 tại Paris của Pháp đã thông qua danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh hoặc năm mất. Và trong đó có nữ sĩ Hồ Xuân Hương cùng với danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Bà Hồ Xuân Hương được vinh danh nhân kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 200 năm ngày mất.
Bà Chúa thân ông Hồ Xuân Hương, nguyên quán ở làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, là nữ thi sĩ nổi tiếng và tiêu biểu của văn học Việt Nam trong giai đoạn nửa cuối thế kỷ 18 đến nửa cuối thế kỷ 19. Với tư tưởng mới mẻ cùng lối làm thơ phá cách, ngôn ngữ bình dị và sáng tạo, các tác phẩm của Hồ Xuân Hương đã đem lại nhiều ý nghĩa và giá trị sức sống lâu bền. Các tác phẩm thơ của bà cũng mang nhiều nội dung về bình đẳng giới, đấu tranh cho việc giải phóng phụ nữ ở Việt Nam. Những bài thơ nổi tiếng của bà có thể kể đến như Bánh trôi nước, Thiếu nữ ngủ ngày, Đèo ba dội, Động hương tích, Vịnh cái quạt, Dệt cười, Đánh đu. Vâng, quý vị và các bạn đã ghi nhớ hết 7 danh nhân kiệt xuất của Việt Nam chưa ạ? Quả thực là quá đỗi tự hào. Con người Việt Nam ở mỗi giai đoạn của lịch sử đều biết cách để tạo nên dấu ấn của mình và để lại những di sản muôn đời. Những di sản đó không chỉ khiến cho hậu thế biết đến mà còn khiến cho cả thế giới phải vinh danh và công nhận. Hy vọng thông tin này sẽ mang đến cho các bạn một cảm xúc đặc biệt nào đó vào nửa tháng cuối cùng của năm 2023. Hy vọng rằng sang năm 2024, Việt Nam của chúng ta sẽ được vinh danh nhiều hơn, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!